vì muốn phát triển ngành nông nghiệp vượt trước thời đại, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu lương thực cho dân tị nạn. Trình Đại Lôi liền tìm tới không gian hệ thống, cho rằng bản thân đại gia có thể mua được bất cứ thứ gì mà cửa hàng có. Cho đến khi bị Tâm ném một củ khoai tây vào mặt với giá 1 triệu điểm, sợ hãi khiến sự tự tin của hắn tuột dốc như tuột quần. Đứng đái ở Kinh Châu cũng có thể nghe thấy được tiếng thở dài của Trình Đại Lôi, miệng nó, nếu mà nói như ngươi, nói như vậy thì ta cần phải tìm mấy vật dụng thực tế tương tự mới được sao? Tâm gật đầu, khôn lên rồi đấy, không có vật dụng thực tế thì không có bản kế hoạch, hệ thống muốn sáng tạo thứ tương tự như khoai tây là vô căn cứ. Lão Trình vắt chán suy nghĩ, muốn kiếm được khoai tây, bắp và khoai lang, còn phải mở con đường tơ lụa. Chả có nhẽ lại làm chuyến đi phượt sang nước ngoài đem đồ về đây sao? Chắc đến lúc về thì ta cũng chuẩn bị vào lọ là vừa, vì làm gì còn răng mà ăn cháo. Cho dù là mở con đường tơ lụa, cũng phải sau khi chinh phục được đế quốc mới có thể an tâm ra biển, bây giờ làm gì rảnh rỗi, não của đế quốc sắp bị đánh ra rồi. Hơn nửa thuyền vận chuyển của đế quốc bây giờ chỉ là kỹ thuật quá lạc hậu, không chống đỡ được. Tính giới hạn rất nhiều, may mà ta còn cọ sát, muốn đánh một trận lớn. Tâm chậm rãi làm một hơi meo meo rồi nói, đương nhiên, ngươi từng thấy trong hệ thống không gian có rất nhiều thứ hiện đại. Là bởi vì không gian của hệ thống được tái hiện bởi ký ức của ngươi, giống như một giấc mộng, có thể dung nạp được linh hồn và ý thức ở trong đó sinh tồn lâu dài. Ở đây, ta có thể thông qua ký ức sáng tạo ra một vài sự vật quen thuộc đối với ngươi. Cũng có thể ở trong không gian hệ thống phục khắc sau một vài thứ tồn tại bên cạnh ngươi. Ví dụ như Coca-Cola, cà phê, đồ ăn vặt, trò chơi, thậm chí có thể mô phỏng ra mùi vị, nhưng bọn chúng sẽ bị giới hạn phạm vi ở trong không gian hệ thống. Muốn sáng tạo chúng và đem ra ngoài hiện thực, cần phải bỏ ra giá trị sợ hãi khổng lồ. Thiếu niên, có vẻ ngươi biết, hệ thống sơn tặc này chỉ là khoác lên lớp da của một hệ thống, nó không phải là hệ thống vạn năng thật sự trong tiểu thuyết, nó có tính giới hạn trên năng lực. Sau khi được đại tỷ thông não 7749 lần, Trình Đại Lôi cuối cùng đành phải chấp nhận. Được rồi, ta hiểu rồi, chỉ là có hơi chán nản mà thôi, nói ra ta vẫn không biết gì về sức mạnh của ngươi, Tâm, làm ơn đã thông rồi thì thông cho chót đi. Tâm sảng khoái gật đầu, đương nhiên là được, giữa chúng ta không tồn tại bất kỳ bí mật nào. Nhân cơ hội lần này, ta sẽ đem hệ thống lột sạch để phân tích với ngươi một chút nhé. Ta từ khi sinh ra cho đến bây giờ đã là 5 năm, mà những quả cầu ánh sáng ở phía trên, chính là trong 5 năm, ta vận dụng đối với sức mạnh của hệ thống. Công năng đầu tiên ta khai phá ra là thông qua nội tâm của linh hồn nhìn thẳng vào người, lấy được thân phận, tin tức, đây chính là công năng của cha nhân vật tin tức. Cái thứ hai là công năng bốc thăm trúng thưởng, đây chính là sức mạnh sáng tạo vạn vật mà máy bốc thăm trúng thưởng vốn có, tên này có lai lịch không đơn giản, có lẽ ngươi cũng đã biết. Loại thứ ba là điểm tướng đài, lúc đó sức mạnh của ta có lẽ là dùng rất sơ lược, lần đầu tiên thử công năng khai phá ra với quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng đến lòng người. Sau đó còn có chiến khúc, chiến kỳ, chiến hồn điện, linh hồn dẫn độ và các công năng vụn vỡ khác. Từ trên bản chất mà nói, bọn nó đều có chung đặc điểm, đều là công năng cơ bản ảnh hưởng đến linh hồn khai phát, sức mạnh của hệ thống là phân tích và vận dụng đối với linh hồn. Đối với ngươi mà nói thậm chí vẫn chưa lý giải được phương thức chiếu sáng của hệ thống và thế giới hiện thực. Nhưng thôi ngươi chưa cần hiểu làm gì, cố quá lại thành quá cố, tốt nhất là cứ nhai từ từ biết đâu một ngày đẹp trời não tự nhiên lại tiêu hóa được. Túm lại là, thứ này nếu như không có năng lực tư duy đặc thù tiến hành tính toán, nói thẳng là đầu phải có vài viên sỏi bự bự tí thì mới hiểu nhanh được, còn cỡ bạn thì thôi xé nháp kiếp này ta làm lại kiếp khác. Trình Đại Lôi đột nhiên nhớ ra một chuyện muốn xác nhận với Tâm, trước đây chúng ta thường dùng công năng chiến khúc, tại sao bây giờ lại không dùng nữa? Có lúc ta còn muốn để ngươi ra ngoài gào 2 tiếng, mặc dù nghe hơi ý ẹ nhưng chỉ cần cầm mic lên là thành ca sĩ rồi, sợ quái gì, nhưng rốt cuộc ngươi cũng không cho dùng. Mặc dù nói là không có gì ảnh hưởng, nhưng ta cũng khá là lo lắng cho ngươi, lẽ nào nói công năng này có tai họa gì hay sao? Nghe thấy hắn nói vậy, Tâm thoáng chút giật mình, cơ mặt có chút giật giật. Này tay của ngươi đang còn run kìa, cà phê đều rơi ra ngoài hết rồi, ngươi xỉn à hay thiếu thuốc, có vẻ như quả apple meo meo này hơi nặng đô nhỉ. Lẽ nào nói, Tâm ngươi, ê bà cô tổ ơi, biểu cảm này là gì vậy trong sợ hãi vãi đạn. Tâm đỏ mặt lý nhí nói, bởi vì thật sự là ta quá xấu hổ, trước đây chỉ có ngươi nhìn thấy ta thì không sao, nhưng mà số lần ta ra tay càng lúc càng nhiều hơn. Càng lúc càng nhiều người nhìn thấy ta, cho dù chỉ có thể nhìn thấy một quang ảnh, nhưng mà xấu hổ bỏ miệng, sau này nói không chừng là có hàng trăm con mắt dõi theo, còn có anti-fan này nọ nữa. Ta không thích chuyện này đâu, cái tên khốn kiếp, tự dưng lại nhắc đến nó, mới nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ lắm luôn rồi đấy. Trình Đại Lôi hắng giọng, thế còn nhập thân kia, còn có những công năng hô mưa gọi gió thì sao, cái chức năng nửa ngày mây mưa còn có phần thưởng tốt như vậy, sao nói bỏ là bỏ ngay vậy. Phần thưởng lớn nhưng lại dễ dàng lấy được, thật sự là tiếc đứt ruột ta. Tâm nước xéo, ngươi khôn nó vừa vừa thôi, bởi vì đó là sức mạnh của ta, nói ra thì, nửa ngày mây mưa đó, ta tặng cho ngươi quá là sơ suất. Vốn dĩ dự định là chỉ có thể dùng một lần, nhưng mà vì để cho ngươi đánh thắng, vẫn phải hủy bỏ hạn chế này.
Kết quả là ngươi táng cả vãi Xích Thố Vương, ngày ngày trong chăn đánh vần với vợ, mây mưa nhiều ngày như vậy. Không phải là làm bà đây kiệt sức luôn hay sao? Cho nên vì bản thân ta, cũng là vì quả thận của ngươi, xóa nó đi là đúng rồi. Ngươi cũng có tuổi rồi, tém tém lại dùng đi. Vậy Vũ Phong Thập Vũ của Uyển Nhi thì sao? Đây là sức mạnh của Tiểu Long, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Nghe thấy bọn họ nhắc đến mình, Rồng Đu giật mình thon thót, lê, nói đến ta rồi sao, ta không biết gì đâu nhé. Tâm khoát tay, không liên quan gì đến ngươi, tiếp tục chơi đi. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nghe nhiều chuyện của hệ thống như vậy, bây giờ ngươi có suy nghĩ như thế nào? Lão Trình lại thở dài, ta cảm giác ngươi giống như là một kế hoạch của trò chơi nghĩ gì làm nấy, thích thì bỏ không thích thì bỏ. Tâm xấu hổ mắng, đồ ngốc, bổn tinh linh đây là lần đầu tiên làm quản lý viên, không có kinh nghiệm đương nhiên là nghĩ gì làm nấy rồi. Hơn nữa, cái thứ như hệ thống này, bổn tinh linh khuyên ngươi dùng tạm thôi, cho dù ta không trưởng thành, cũng đủ để ngươi san bằng đế quốc. Trình Đại Lôi tự hào, ha ha cũng đúng, với thực lực của trại Cáp Mô, san bằng đế quốc chẳng qua cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Thấy hắn có vẻ tự cao, Tâm cảnh cáo, thiếu niên, ngươi có chút tự hào rồi nhỉ, bây giờ đã là năm thứ hai của loạn thế, ngươi chẳng qua chỉ là người mới, đánh thắng được thôi lão già. Hơn nữa đế quốc loạn thành như vậy, khắp nơi đều là phương Tây của thế kỷ trong bóng tối càng đáng sợ hơn, ta có thể cảm nhận được, bên đó có một tên không rõ ràng. Thế giới này không thể dùng quy luật bình thường để suy đoán nó, đừng cho rằng có pháo có hệ thống thì có thể đấu đá bừa bãi, coi trời bằng vùng. Mỗi một quyết định ngươi đưa ra, có thể chỉ là một câu nói đơn giản của ngươi, nhưng lại gánh vác vận mệnh của hàng trăm hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn người. Trình Đại Lôi bị Tâm cảnh tỉnh trong một hồi, gật đầu như bổ củi, vì thế cho nên, khoai tây giảm giá rẻ chút chút được không người đẹp. Tâm liếc xéo, mơ đi. Xin lỗi quý khách, ở đấy chúng tôi đều giảm giá, quý khách mua thì mua không mua thì mua. Trình Đại Lôi khóc tiếng mán, mợ no chứ, 8.000 vạn chỉ đủ đổi được 80 củ, không đáng. Nếu như lập đội buôn đến nước ngoài tùng kiếm thì quá nguy hiểm, đi theo con đường tơ lụa thì hy vọng lại quá nhỏ bé. Trước tiên cứ lên điểm tướng đài đã, còn lại thì mua một ít củ khoai tây cạp tạm vậy. Tâm búng tay, quốc thương đâu, điểm tướng. Đang đến đoạn gay cấn lại bị triệu hồi, Rồng Đụt không cam tâm vác cả đi làm nhiệm vụ, mời thiết lập phạm vi chiêu mộ, loại hình chiêu mộ nhân tài. Trình Đại Lôi đột nhiên lại thấy ngờ ngợ, chờ đã, ta nhớ trước đây ngươi nói đem phạm vi điểm tướng thiết lập quá lớn, sẽ dẫn đến quặc được cả người ngoại quốc đúng không? Cho nên mới nói, phạm vi chiêu mộ của điểm tướng đài là có thể thiết lập ngoài phạm vi đại võ sao? Đúng vậy, kết hợp thiên địa giang sơn đồ, có thể tính chuẩn xác định vị của bất cứ khu vực lãnh thổ nào, thiếu niên ngươi dự định làm thế nào? Lão Trình tính toán, trại Cáp Mô bây giờ không thiếu người, cho nên lần này ta muốn trực tiếp đổi nhân tài. Hắn mở bản đồ, bắt đầu lựa chọn thiết lập phạm vi chiêu mộ thập vạn đại sơn phương hướng tây bắc của Cẩm Xuyên, bên ngoài đế quốc. Loại hình nhân tài, loại sinh hoạt thương nghiệp, dùng 1.000 vạn giá trị sợ hãi trực tiếp đổi 10 nhân vật đỉnh cấp. Nếu như được các cụ độ thì có thể bốc được thương nhân ở khắp nơi, có lẽ tỷ suất rất thấp nhưng mà cũng cao hơn một chút so với việc chơi game SSR. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, OSK, đến lúc quay tay rồi. Điểm tướng loe sáng, hệ thống liên tiếp thông báo, nhận được người làm dụng đỉnh cấp, thợ chặt cây đỉnh cấp, phiêu đỉnh cấp, thợ chế nước khoái đỉnh cấp, nữ vu đỉnh cấp tặng kèm sủng vật cung cấp. Trình Đại Lôi rầu môi cá chê, liên tục xuất hiện một đống người chặt cây, đốn củi thì thôi đi. Tại sao ở trong thập vạn đại sơn lại có cả vu nữ nữa vậy, đừng có nói là dân tu luyện tà thuật gì đấy nhé. Còn có cả pet đỉnh cấp là thế yếu nào nữa. Không có hàng hóa, không có thương nhân đỉnh cấp, muốn mua được khoai tây, bắp ở trên tay của đội buôn, mình còn tưởng có thể cùng họ team work, đây rõ ràng là tao work thì có. Thôi bỏ đi, điểm tướng đài này chính là một con quỷ hút máu còn hơn cô Tết, lừa của người ta 1.000 vạn cũng chỉ đổi được cái rắm, ông đây đếch chơi nữa. Đúng rồi, còn có 3 lần bốc thăm trúng thưởng nữa, hay là bốc miệng luôn đi, nói không chừng may mắn còn có thể bốc được vài đồ tốt thì sao. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng triệu hồi máy rút thưởng, nào nào cơ ca, đến giờ đỏ đen rồi. Máy rút thưởng quay tay tít mù, phát đầu tiên, nhận được hạt giống lúa mạch đỉnh cấp, thời gian trưởng thành 3 tháng. Trình Đại Lôi hớn hở khen ngợi, tuyệt ca là vạt, quả không hổ danh là hàng made in cơ ca. Phát thứ hai, nhận được bản đồ tuyệt thế máy dệt vải Jenny, phiên bản cải tạo. Ký hiệu của phát minh máy dệt vải Jenny, bắt đầu công nghiệp cải cách lần đầu tiên, còn là khởi nguồn qua lại của người và máy. Trình Đại Lôi sướng rung phao câu, con mợ nó đổi vận thật rồi, cái thứ này kết cấu không phức tạp, với trình độ ngành nghề thủ công của đế quốc, hoàn toàn có thể tạo ra được. Đây chính là cải cách có lực sản xuất, chỉ cần mở rộng thì có thể để cả ngành dệt long trời lở đất. Phát thứ ba, ánh mắt của hắn trở nên chấn động, phần thưởng này ta chưa gặp qua bao giờ, hai viên thuốc màu đỏ xanh là thế quái nào, giấc mộng Nam Kha và phù sinh như mộng đều là không. Tâm xuất hiện lầm bầm, lại để cho người bốc chúng được cái này sao, số cũng đỏ quá nhỉ. Trình Đại Lôi tò mò, đây là cái gì, có thể để ta nhìn thấy thuốc của thế giới thật sao?
Tâm giải thích, uống viên màu xanh thì có thể để cho linh hồn của ngươi lén vào ký ức của người khác, từ đó tham dự vào ký ức của mục tiêu, loại bỏ tạp niệm, một cách nói khác của tẩy não. Ký ức sau khi được thay đổi, rất nhanh sẽ bị lãng quên. Uống viên đỏ thì có thể để cho ký ức mới sau khi được thay đổi khắc cốt ghi tâm vào trong lòng, nó sẽ dính chặt vào trong tâm trí người đó như keo 502 không thể gỡ được. Thuốc kiểu gì nghe ảo ma vãi đạn, không vi phạm pháp luật đấy chứ, tại sao lại làm ra thứ này? Chấp niệm của dung khí giả càng mạnh, sức mạnh của dung khí phản hồi sẽ càng lớn. Thông qua thuốc này có thể để ngươi đi vào ký ức của bọn họ, dùng phương pháp loại bỏ chấp niệm để đối phó với dung khí giả. Cái này cao cấp hơn gấp nhiều lần so với băng lý tưởng của ngươi, chứ cỡ ngươi đang căng thẳng mà nói nhiều nó không và cho gãy răng mới lạ. Trình Đại Lôi não ngắn không hiểu, chỉ có thể xấu hổ nhờ Tâm nói cụ thể hơn. Tâm gãi đầu, ta lấy một ví dụ cho ngươi nhé. Thí dụ như nói, ở trong ký ức của Bạch Xà, nếu như có thể ngăn cản được kẻ buôn người bắt ngưu nữ đi, như vậy chủ nhân của nó sẽ không rời khỏi thôn trang, Bạch Xà cũng sẽ không phải bôn ba đi tìm chủ nhân nghìn dặm nữa. Hoặc là ví dụ ngươi đi vào ký ức của Yến Vô Quy đánh tan Uyên Ương, như vậy hắn sẽ không vì Hắc Trinh chết đi mà đánh thức Hình Thiên. Trình Đại Lôi góp ý, nghe có vẻ hình như lần một điểm cũng không tệ, tại sao không gia nhập vào trong công năng của hệ thống? Tâm liền nói, vì ta phát hiện, chuyện mà người phàm trải qua một kiếp quá nhiều, nếu như tìm thấy chấp niệm tương đối phải loại bỏ trong thời gian dài, vận may sẽ tốt hơn vài ngày, nếu như vận may không tốt, ngươi phải bắt đầu lật lại từ lúc còn nhỏ. Như vậy không phải là phải lật tìm trong ký ức của mục tiêu tận mấy chục năm hay sao, đến lúc tìm được chắc Tiểu Lôi cũng một nách hai con rồi cũng nên. Tâm lắc đầu, cường độ linh hồn của ta quá cao, không thể nhúng tay vào, chỉ có thể để ngươi một mình đi vào trong giấc mơ, mặc dù trong thế giới hiện thực chỉ là trong chớp mắt. Nhưng đối với ngươi mà nói, thời gian trải qua trong giấc mơ là vài năm, sau khi tỉnh lại còn có cảm giác bị thẩm du tinh thần nữa cơ. Trình Đại Lôi đen mặt, cho nên cái thứ này là thứ gà mờ lừa người khác, uổng phí mất một lần bốc thăm trúng thưởng của ta rồi. Tâm cười gượng, ha ha, đây là đồ trước đây ta làm chơi chơi thôi, cứ cất đi biết đâu sau này lại có lúc dùng. Trong lãnh địa hiện tại không có nhân tài có kinh nghiệm trồng khoai tây, Trình Đại Lôi chỉ dám đổi thử 10 củ thử nghiệm, coi như thử vận may trước tiên, sau đó mới tính chuyện lâu dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn, mà nếu không biết nói gì thì thả tim vào bình luận nha. Bên mình cũng làm các bộ review khác, xuất hiện trên màn hình đó, bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.